Trung xin chào tất cả anh em nhé Này Trung có về một ít cái món đồ chế Trung đăng vài cái video lên để anh em tham khảo nhé Anh em xem thử có ngay việc trùng không thì liên hệ Ở Trên video này thì Trung đăng một cái món cụ thể đó là Một cái cái cầu xe mà rút hết sò láp ra rồi Chỉ còn vỏ cầu thôi nhé vỏ, Chỉ còn vỏ cầu cộng 4 bánh Bánh 750-16 mâm sáu tắc kê bình thường đây này bên đây cái cái đầu đót của nó nó cũng dập dập rồi răng nó cũng không đẹp lắm mâm thì loại mâm dày nha bánh 750 nhé năm cao khoảng 8 tấc nha mâm cũng tương đối dày này chắc cũng khoảng được 80 ly gì đấy tất cả hơi còn căng đét hết nhé bên đây cũng vậy này đấy. Đây loại 6 6 tắc kê lớn 41 nha, chuẩn của nó là theo cái chuẩn của 5 tấn đấy. Có nghĩa là 3 tấn rưỡi, 5 tấn Trung Quốc là sử dụng chung một cái chuẩn tắc kê 6 con như thế này. Loại mâm này thì ráp chung với Hyundai hoặc là Hino rồi Hino được hết này. Đây có cái bánh mà đống số 700 nhưng mà nó là oversize nha, nó là tương đương 750 giống như mấy con bên kia thôi. vỏ cầu như đẹp như vậy nên em không không sợ không lắp gì hết nhé Chị anh em tận dụng lòng cầu lết làm một kéo kéo cầu lết gì đấy ngang 1m95 nhé phủ hông m95 mình làm tròn thành 2 mét đóng anh em lên một cái mót tầm 2 mét ngang là ngon luôn loại cầu này thì nếu mà tải Vừa, vừa 4 5 tấn tải quá tải một tí 5 6 7 tấn vẫn có thể chịu được nha. Tùy theo chất lượng của vỏ thôi. Vỏ bánh nó đang xấu xấu như thế này thì tầm 5 6 tấn là vừa. Cao hơn nữa thì không đảm bảo nha. Rồi ở đây chúng còn thừa một cái đoạn sắt xi. Cái đoạn sắt xi U24 nha, U24 hai lớp này anh em xem có tận dụng được kết hợp với cái cầu đấy không thì tính tiếp nha taxi si rất đẹp luôn taxi si 8 tấn Mitsubishi Mỹ đấy cắt trong cái con su Mỹ ra đấy U24 hai lớp bản cực kỳ dày nó đang cặp được hai lớp rồi chung cắt một cái đoạn thẳng tắp như vậy loại này thì bán ký thôi đây, cao hơn phế liệu một tí nhé cái công cắt tề vận chuyển các thứ nó cao hơn phế liệu một tí u 24 ngang nó là 85 nha nè ngang nó là, là 85 nhé chuẩn của 8 tấn mà chuẩn 5 tấn là 82 chuẩn 8 tấn là 85 nhé đây hồ rất là thẳng luôn thẳng tắp luôn nha dài 4 mét lẻ mấy phân gì đấy nói chung mình mình cắt tề sạch sẽ lại thì là 4 còn 4 mét chẳng đi cái sắt xi này thì nó khá là dài luôn nhưng mà chung tận dụng hết một đoạn rồi đây tận dụng hết một đoạn để để gác cái cái cái, cái cây cẩu này lên này để làm chắc xi gác cẩu nha đây, rồi nội dung trên PO này thì chung có có thừa hai món đang có sẵn hai món một cái cầu lết bốn bánh để anh em làm cái cái mót kéo chở xe cuốc cơ giới nói chung là chở gì đó chở hoặc anh em có nhu cầu đúng cái loại này nó là cầu 3 tấn rưỡi đó nè ba tấn rưỡi trung quốc nha cầu vỏ cầu nó xấu xấu rồi nên nên bán cái kiểu này luôn và một cái đoạn sắt xi tám mươi nhân bốn m u hai mươi hai lớp đoạn này chắc nó tầm khoảng 400 trăm kg tầm tầm đấy có hai cái món hàng như vậy. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Sau video này thì trung đăng thêm mấy cái món này. Đây hộp số Kamas 5 mạnh rồi này, nhưng mà chưa có kiểm tra nên không có có dám lên video để không có đảm bảo được cái chất lượng của nó. Con này Kamas 5 mạnh. Còn mấy cái thứ linh tinh, dàn lam D2 này ti T2 này. Chung sẽ làm cái cẩu đang bị hỏng rồi chưa có cẩu bỏ qua một bên cho nó ngay ngắn được. Nên đây sửa xong rồi thì chung mang nó ra để ngoài bên ngoài anh em dễ xem, đo đếm kích thước, làm còn rất là đẹp luôn này. ngày hôm qua ráp vào xong rồi, bây giờ lại phải tháo cái cầu trước cho Anh em khách ở Vũng Tàu hỏi cái cầu trước rồi đặt cọc cái cầu trước rồi bây giờ lại phải tháo bánh ra lại phải đưa cái cầu khác lên cái bộ taxi nữa rồi, rồi chung kết thúc video nhé anh em anh em có quan tâm có thắc mắc có nhu cầu anh em cứ liên hệ nhé món hàng những cái món hàng có sẵn tại nhà anh em quan tâm món nào thì alo trực tiếp món đấy